Đó, được như đó. Rồi tay kia. Rồi tay này, tay tay bên này nặng hơn. Cái hai cánh tay. Thành ra là khi nào mà thấy ai mà bị có cái vấn đề ở cái tay mà tê đồ các thứ là mình phải nghĩ đến một cái chuyện cực kỳ là quan trọng, ở đó là do cái nguyên nhân chính là từ cái đốt sống cổ. Mà hiện nay ở Việt Nam mình cũng như trên thế giới á, cái đốt sống cổ á, là bị hầu như, tôi dùng cái chữ hầu như nha, là nhiều đến độ mà mình không không biết như mà nói ha, tức là nó chiếm 70-80% ở trong cái cuộc sống vậy đó. Trong cái chữa bệnh của mình á, mọi người chỉ cần vũ hai cái cánh tay này không á, là người bệnh đã đỡ rất nhiều cái vai rồi. Để cái tay vô á, mình làm vậy á, là mình ấn cả cái cột sống của anh này ha, thấy chưa, để cho nó thông luôn, thấy chưa? Rồi, thấy không, khi mà cái cột sống mà nó được giãn ra thì cái chèn của cái dây thần kinh á, ở trên chỗ của mình á, là nó sẽ giảm rất nhiều, mềm mềm đó. Bây giờ tôi bẻ lên cái vai, thấy không? Bây giờ mình kéo này lên bẻ cái vai không ha, rồi mềm mềm cái lưng ra, mềm mềm ra, mềm ra, cứng quá mềm ra. Vì sao? Khi mình điều chỉnh vai xong thì mình điều chỉnh lại cái vai cho nó cái vô khớp, ok. Giảm nhiều dễ chịu ha. Rồi bây giờ mọi người thấy khác không? Okay. Rồi. Cao không kia luôn. Rồi. Bây giờ đưa lên cái cao lên. Đấy, ngon bạn không? Rồi tay kia. Đó. Ok ha. Rồi cảm giác sao? Phải nhiều. Phải nhiều ha. Thích quá rồi ha.